Top các gói cước 120k ưu đãi nhất của nhà mạng Mobi mà các bạn lên đăng ký. Xin chào quý vị và các bạn, trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ba gói cước có mệnh giá 120.000 đồng của nhà mạng Mobi. Đó là các gói cước PT120, gói cước KC120 và gói cước MXH120. Trước tiên mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước PT120 của Mobi. Với cước phí đăng ký là 120.000 đồng và bạn sẽ có 60GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày, tức là mỗi ngày bạn sẽ có 2GB data để sử dụng. Và để đăng ký gói cước này thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách PT120 gửi đến tổng đài 9084. Các bạn lưu ý, sau khi các bạn gửi tin nhắn cho tổng đài xong thì tổng đài sẽ nhắn tin phản hồi lại cho bạn, và các bạn hãy làm theo hướng dẫn của tổng đài để đăng ký gói cước này nhé. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước KC120 của Mobi. Cũng với cước phí để đăng ký là 120.000 đồng và bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1,5GB để sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, và bạn còn được tặng thêm 50 phút để gọi nội mạng. Và để đăng ký gói cước này thì các bạn đã soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách KC120 gửi đến tổng đài 9084. Và sau khi các bạn gửi tin nhắn cho tổng đài xong thì tổng đài sẽ nhắn tin phản hồi lại cho bạn, và các bạn hãy làm theo hướng dẫn của tổng đài để đăng ký gói cước này nhé. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước MXH120 của Mobi. Với cước phí để đăng ký là 120.000 đồng và bạn cũng sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong suốt 30 ngày, tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, và bạn còn được tặng thêm 30 phút gọi nội mạng. Và ưu đãi đặc biệt nhất của gói cước là bạn được miễn phí 100% data khi truy cập YouTube, TikTok và Facebook trong suốt 30 ngày. Và để đăng ký gói cước này thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách MXH120 gửi đến tổng đài 9084. Và cũng như hai gói cước trên thì sau khi các bạn gửi tin nhắn cho tổng đài xong thì tổng đài sẽ nhắn tin phản hồi lại cho bạn, và các bạn đã làm theo hướng dẫn của tổng đài để đăng ký gói cước MXH120 nhé. Như vậy là mình vừa giới thiệu đến bạn top 3 gói cước 120.000 đồng của nhà mạng Mobi. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website mobifone.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Mobi, và các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi, thắc mắc, cần hỗ trợ thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đây các bạn. Các bạn thân mến, và như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.